à thì à? À rồi, ok, thế thì nhìn lên màn hình của anh hướng dẫn về cái phòng này nhé. Vâng ạ. Rồi, nhìn thấy màn hình của anh chưa? Đúng anh rồi. Ừ, rồi, ok em. Đấy, nhìn cái căn phòng này đúng không? Vâng. Thì lúc này nhá, thì chúng ta sẽ dựng cái tường này trước. Xong rồi dựng cái trần này, hiểu không nhỉ? Vâng. Xong vẽ được những cái đồ nội thất ở bên trong này. Thì căn phòng này thì phòng khách thì mình cho khoảng độ tầm 40 m² hoặc là 30 m² là cũng là rộng rồi, hiểu không nhỉ? Vâng. Đấy. Ok, anh cho một chiều là 5 mét, một chiều là 6 mét, cho 30 m² nhé. Vâng. Xong chưa? Đấy, xong phút nó lên làm cái sàn nữa cho em. Vâng. Mấy group riêng cái sàn này ra nhé, để sau này chúng ta tô sàn, hiểu nhỉ? Sau này xong học vật liệu ấy chúng ta sẽ tô sàn này nhé. Vâng. Mấy cái nút riêng sàn này. Sau đó chúng ta vẽ một cái hình này vào, offset nó vào. Thì tường cứ cho tầm 20 nhỉ. 200. Được chưa? Rồi. Đoạn này trống trơn, đoạn này sẽ bố trí cửa, chúng ta sẽ bỏ cái chỗ này ra. Vâng. Đấy, chọn mặt này xóa đi. Đấy, cho tập bút cái tường lên để cho nhỉ. Vâng. Tường thì cứ cho khoảng độ tầm 3 m đến 3,6 m, 3.600, được chưa? Đấy là xong cái tường đúng không? Cái tường này lúc này sẽ phải làm cái âm vào bên trong này, hiểu không nhỉ? Vâng. Để sau này chúng ta gắn đèn led vào bên trong này. Thì lúc này em có thể dùng công cụ vạch dấu này ra, vạch ra để chúng ta lấy chuẩn, được chưa nhỉ? Vâng. Đấy, còn chúng ta có thể ngắm tầm được cũng chẳng sao nhé. Được chưa? Vâng. Vẽ tranh hình chữ nhật ở đây. Đấy. Cái này nó chỉ vào âm vào một nửa thôi, tức là một nửa của cái tường này thôi nhé. 10. Ừ, đúng rồi, tường 10. Thế chúng ta có thể là bút cái nhập 100, hiểu không nhỉ? Vâng. Xong chưa? Rồi. Đấy. Nhưng các khe này này nó phải hơi chụp vào bên trong sâu một chút, nhìn đâu nhỉ? Vâng. Nhá, thì nó mới giống thật được, để sau này người ta gắn đèn vào đây, được chưa? Rồi ạ. Lúc này nhá, em chọn cái cạnh này này, được chưa? Vâng. Đấy. Di chuyển nó ra đây một tí này, được chưa em? Đấy, vâng. Tầm một nửa, được chưa? Put thằng này vào này, nhìn không? Vâng. Đấy, put vào thì mình cho bao nhiêu cũng được, ví dụ anh put vào cho tầm 20. Xong chưa? Vâng. Đấy. Trên này và bên trái này em làm tương tự như vậy. Em chọn cái cạnh này nhá, sao chép nó ra nhá. Vâng. Đấy, vào rồi nữa, xong rồi put cái này 20. Xong chưa? Vâng. Trên chỗ này cũng vậy, mái trên này cũng vậy. Em cũng sao chép cái đường này ra này. Đấy, em sao chép nó là đến đây để put nó lên, được chưa? Vâng. Đấy, put nó lên 20. Xong cho em. Như vậy là chúng ta đã được cái tranh này, được chưa? Vâng. Bây giờ còn cái hốc bên này nữa, nhìn đâu nhỉ? Vâng, vâng. Đấy. Thì chúng ta lại tương tự như vậy, chúng ta lại vạch dấu nó ra, ngắm tầm từ đây ra đây. Ok, từ đây ra đây, được chưa? Vâng. Đấy, xuống tầm nào đấy thì chúng ta có thể cho độ cao nhưng nó bằng cái mép này, được chưa em? Vâng. Đấy, cũng put nó vào 100, được chưa nhỉ? Được chưa? Rồi. Đó. Ở bên này là có cái cửa sổ đây, nhìn không? Vâng. Rồi chúng ta này tương tự như vậy, chúng ta có thể vạch dấu ra đó để làm cái cửa sổ ở chỗ này, cho rộng cái cửa sổ ra cho nó thoáng mát. Được chưa? Rồi. Làm cái cửa sổ ở đây. Đó. Put nó vào cho thủng đi. Xong chưa? Vâng. Đấy, thì ở đây người ta làm cái hai cái cửa lùa đi, đúng không? thì hai cái cửa mùa chúng ta sẽ làm lời sau nào nhỉ nhá. Thì ở đây thì chúng ta có thể vẽ cái bậu cửa, nhưng mà trước mắt vẽ bậu cửa chúng ta make group cái tường này vào. Xong chưa? Vâng. Xóa hết những cái vạch dấu ấy đi. Nhưng bây giờ chúng ta hoàn thiện cái cửa ở trước, còn hắn làm cái trần sau. Vâng. Đó thì chúng ta sẽ vẽ cho nó cái bậu cửa ở đây. Đó. Ép nó vào. Được chưa? Vâng. Đấy, put nó vào trong này. Được chưa em? Vâng. Đấy, make group nó vào. Cái trên này vẽ cho hai cửa để nó lùa đúng không? Vâng. Đấy, thì chúng ta vẽ cho nó hai cửa tượng trưng vào đây. Đó, được chưa? Vâng. Đấy. Có thể là ép nó vào để tạo cái khung cửa cho nó. Được chưa? Vâng. Đấy, ép nó vào cái. Put nó vào đây. Xong chưa? Vâng. Đấy. Make group cái khung cửa này vào. Sau đó ở trên này vẽ cho nó cái kính đúng không? Vâng. Kính. Đấy. Cho nó cái kính vào đây. Put nó hơi mỏng là một tí này. Xong chưa? Rồi. Make group nó vào. Đấy, di chuyển nó vào đây. Vào chính giữa. Xong chưa? Rồi. Đấy, thì cứ tạm thời cái kính này và cái khung cửa này chúng ta cứ đổ cái khung cửa này chúng ta đổ cho nó cái vật liệu đấy là gỗ đi đúng không? Cái nào người nó giả gỗ vào đây. Được chưa nhỉ? Cái này là cái màu đi, cho cái màu như kiểu xin pha ấy đúng không? Vâng. Đấy. Được chưa? Còn cái này là kính đúng không? Để cho nó glass. Xong chưa? Tạm như thế đúng không? Rồi. Đấy, sau đó chọn này với cái này, hiểu không nhỉ? Sao chép nó ra đây đúng không? Vâng. Sao chép nó ra. Nhưng cửa nô nó hơi lệch đi một tí, hiểu không nhỉ? Đấy, ta kéo lại hơi lệch đi một chút, nhìn thấy không? Rồi. Rồi, hiểu vấn đề chưa? Vâng. Đấy, thì xong cửa, nhìn thấy không nhỉ? Bây giờ chúng ta đi đến làm cái mái này. Nhìn cái mái này nó là trần thạch cao đúng không? Vâng. Tương tự khe hở nó vào trong chỗ này, nhìn đâu nhỉ? Vâng. Thì cái này thì chúng ta không phải là chúng ta chúng ta nội thất ở bên trong này thôi đúng không? Về căn phòng lên. Nên chỗ này chúng ta cũng không cần phải vẽ giống cấu tạo của trần thạch cao lắm, mà chúng ta chỉ cần put nó lên xong rồi cho âm vào giống như ở đằng tường này nhá. Hiểu vấn đề chưa? Vâng. Rồi ok, bây giờ anh vẽ một cái hình chữ nhật lên trên mái này, xong chưa? Vâng. Anh put nó lên, cứ cho nó 200 đi. Xong chưa em? Rồi. Đấy, make group. Đấy, có thể chưa make group vội mà chúng ta lại vạch dấu, hiểu không nhỉ? Vâng. Đấy, từ đây ra đây, tính toán từ đây ra đây thôi. Được chưa? Đấy. Vẽ một hình cái hình chữ nhật ở đây này. Được chưa? Vâng. Offset nó vào. Đó, xong chưa em? Rồi. Put nó lên, cũng cho 100, hiểu không nhỉ? Vâng. Xong chưa? Đấy, tương tự như vậy, chúng ta sẽ chọn cái cạnh này, cho nó xuống đoạn giữa này. Được chưa em? Rồi. Đấy, put cái thằng này nó vào tầm 20 hay 30 gì, tùy. Xong chưa? Để sau đó chúng ta gắn đèn vào đây cho nó nhá. Vâng. Để chọn cái cạnh này, bạt phát xuống đây. Đấy, sao chép nó. Được chưa? Để put tiếp cái chỗ này vào 20. Xong chưa em? Vâng. Rồi bên này cũng tương tự vậy. Chọn cạnh này, sao chép này xuống. Nhớ sao chép nó xuống nhé Thịnh nhé. Vâng ạ. Đấy, không nhiều bạn kéo mất cái mặt của nó đi này. Put nó vào 20. Xong chưa? Đấy, rồi. Nào nào cẩn thận nữa, lại xoay tiếp vào đây. Đó, được chưa? Cả bốn phía mà. Đấy, lại sao chép nó xuống. Được chưa? Vâng. Put nó vào 20. Xong chưa em? Rồi. Đấy, là chúng ta đã được cái trần này rồi. Ở đây nó có một cái khe ở chỗ này để đặt rèm này, nhìn không? Vâng. Đấy, chúng ta chọn cái này này, di chuyển nó lang này. Đó, được chưa? Vâng. Đấy, cũng bút thằng này lên 100, hiểu không nhỉ? Vâng. Để đặt lem. Xong chưa? Rồi. Đấy, đặt lem, sau này cho thư viện lem vào. Ở đây có một cái lánh khe này, nhìn không nhỉ? Vâng. Để cho ba cái đèn này ở trên trần. Thì chúng ta này tương tự có thể offset cái thằng này vào để cho nó có một cái lánh khe nhỏ ở chỗ này. Đó, nhìn không? Vâng. Được chưa? Đấy, put nó lên. Không, put nó lên 100. Xong chưa? Vâng. Xong cái trần chưa? Rồi. Rồi, xong cái trần rồi, hiểu không nhỉ? Nhá. Đấy, máy group cái trần này vào. Thế thì ở cái trên trần này nó có 1 đèn, 2 đèn, 3 đèn, 4 đèn, 5 cái đèn này, nhìn không nhỉ? Vâng. Chúng ta cứ vẽ tượng trưng nó vào đây để sau này gắn vật liệu phát sáng cho nó nhé. Vâng. Được chưa? Vâng. Cút nó xuống này, nhìn không? Vâng. Đấy, nếu bạn nào cẩn thận nữa thì cho nó âm vào trong này cũng được. Đấy, cút thằng này lên. Được chưa? Vâng. Đấy, máy group nó vào, hiểu không nhỉ? Được chưa? Rồi. Đấy, đèn âm trần đấy, hiểu không nhỉ? Sao chết thằng này sang đây. Ok cho em. Vâng. Quét chọn 2 thằng này. Sao chép nó về đằng trước này. Nhớ cho nó chạy song song với trục nhá. Vâng. Theo đúng màu của trục vào thì nó dễ hơn. Xong chưa? Rồi. Rồi, bây giờ vẽ 3 cái đèn ở chỗ này nữa. Ok, lại tương tự như vậy, vẽ một cái đèn ở nhỏ nhỏ chỗ này nữa. Đấy, thường cái đèn ở đây người ta cho sâu xuống như này, nhìn đâu nhỉ? Vâng. Đấy, offset nó vào. Cút nó vào trong. Được chưa? Vâng. Đấy. Mấy group này. Ta chép lên một cái. Được chưa? Vâng. Chia mấy khoảng nhỉ? 2 khoảng đúng không? Vâng. Chia 2. Xong chưa em? Rồi. À, như vậy mình đã xong, được chưa nhỉ? Vâng. Xong có chữ trên này. Đây là những cái tấm gỗ nó ghép vào đúng không? Vâng. Tấm gỗ nó ghép vào. Đây đúng không? Vâng. Put thằng này ra này. Được chưa? Vâng. À, tầm bao nhiêu đó của anh cho 20 chẳng hạn, xong chưa? Vâng. Make group một thằng này vào. Xong rồi sao chép nó lên. Khoảng cách khe hở cho nó ta tập này, hiểu không nhỉ? Vâng. À, x cho nó 15 phát đi. Xong chưa? Vâng. Đấy, còn thừa ở trên này thì xóa đi. Được chưa em? Rồi. Đấy, sau đó chúng ta cứ tạm đổ cho nó màu gỗ đi. Rồi, xong chưa? Vâng. Đấy, chúng ta đã làm xong cái này, hiểu không nhỉ? Đấy, bên dưới này có một cái tủ. Tủ này làm được không? Làm được. Làm thoải mái đúng không? Vâng. Đấy, chúng ta có thể vẽ một cái tủ. Ok, anh làm luôn cái tủ ở đây, nó chỉ là mô phỏng thôi, hiểu không nhỉ? Vâng. Nếu tủ sản xuất của mình thì mình phải làm khác nhé, sau này học sản xuất thì chúng ta sẽ tính, hiểu không nhỉ? Vâng. Thì nó cấu tạo hơn, hiểu không nhỉ? Nhưng ở đây chỉ cần mô phỏng thôi thì chúng ta vẽ một cái hình như này. Vâng. Rồi. Bút nó lên, được chưa? Vâng. Đấy. Rồi, bút tầm này thôi. Đấy, thằng này đi vào sâu bên trong này, hiểu không nhỉ? Vâng. Thì offset thằng này vào này. Xong chưa? Vâng. Put thằng này vào, xong chưa em? Vâng. Đấy, sau đó lắp cho anh 3 cái ngăn kéo vào đây này, nhìn đâu nhỉ? Vâng. Được chưa? Mấy group thằng này vào, được chưa nhỉ? Đấy, lắp 3 cái ngăn kéo ở đây. Rồi, được chưa em? Đấy, put nó vào. Được chưa? Vâng. Rồi, em hiểu cách làm chưa? Vâng ạ. Đấy, như vậy chúng ta cố gắng làm cho anh nhá. Vâng. Được chưa Thịnh? Vâng ạ. Rồi, ok em nhá. Rồi, em làm nhá. Làm đi. Đấy, ảnh hôm qua anh gửi rồi đúng không? Vâng, anh gửi rồi. Em mở SketchUp của em ra.